Xin chào anh em nha. Hôm nay kênh kết cấu tổng hợp của mình xin giới thiệu đến anh em con máy BX58000 nha. Con này đánh chiên nước ngọt nha anh em. Rufy đánh rất là tốt nha. Con này hiện là đang là con tám phát nha anh em. Đây. Nó có một công tắc thôi nha anh em. Bật qua số 0 này á là mình chỉnh mạnh yếu nha. Bật qua dấu gạch đây là bấm sung nha anh em. Đây. Đây mình sẽ test bóng đèn cho anh em xem nha. Con này đánh Rufy rất là ngon nha anh em. Con này rất là chuộng trên thị trường nha. Test bóng đèn, đây là bóng đèn 900W nha em. Bóng đèn này 900W nha. Đây. Rất là khỏe nha anh em. Đàn sáng rất là sáng mà sáng tối luôn anh em nha. Rồi, test bấm sung nè. Con này đánh Rufy rất là hiệu quả nha anh em. Giá thành của nó thì rất là rẻ thôi. Anh em nào cần thì cứ liên hệ cho mình nha. Theo số điện thoại nha, 0983 nha. 41 nha, 7376 nha anh em nào cần thì cứ liên hệ cho mình theo số điện thoại đó nha, 0983 nha, 41 7376 nha. Cảm ơn anh em đã xem video của mình nha. Chào anh em nha.